Chào các bạn, mình là Phạm Hữu Dư, mình đến từ vdesigner.net. Hôm nay thì hai vợ chồng mình đi mua cá các bạn, mua thêm cá để mà bổ sung vào cái hồ dưới đây. Cái hồ này thì mình nuôi cá hạt cẩm, từ cá nhỏ đến cá lớn, cá tùm lum tới lạ hết, cho nó phong phú, cá coi cũng có luôn. Thì hôm nay thì mình sẽ bổ sung thêm mem ba đuôi nè, với em chép con chép coi nè. Này lai lai cái coi hay gì á. Rồi mấy em bình tích nè, bụng bự lùng lùng đó, ú u hay bà gì hơn không đó. Bình tích nè, rồi hạt lựu nè, xong rồi ngựa vằn nè, ngựa vằn màu trắng rất là đẹp, cái gì thương. Mình mua cái đống cá này mà có mấy chục ngàn các bạn, mình mua đúng chỗ này bán rẻ, cá ba đuôi có 5.000 con nè, các bạn xem rất là dễ thương. Rồi thì sẵn hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ kinh nghiệm thả cá cho các bạn có kinh để mà hạn chế cá bị chết. Thì để mà thả cá hạn chế mà cá bị chết đó các bạn, việc đầu tiên là các bạn nên chọn cái thời gian thả cá cho nó phù hợp, và cái thời gian mà các bạn nên thả là giấc chiều á. Cái giấc mà tầm chiều, hiện tại bây giờ là khoảng gần 5 giờ chiều đó các bạn. Thì cái giờ này thì nhiệt độ ổn định đó, thì khi mình thả cá nó sẽ đỡ hơn đó, tránh thả cá vào buổi trưa nắng nóng nha các bạn. Rồi, tiếp theo là các bạn nên cho nó thích nghi với cái nước mới đó. Thì các bạn nên múc đó, múc một ít nước, múc khoảng 1 ca nước đây, 1 ca nước cái hồ mới đó, đổ vào đó. Việc này để cho nó tránh bị sốc, tức là mình pha cái nước mới vào cái nước hiện tại của nó đó. Thêm một chút nữa thì các bạn có thể để trong khoảng 10-15 phút gì đó, để cho nó thoáng. Đây các bạn, thì ở giới hạn mình làm video thì mình sẽ không có chờ lâu được, thì mình sẽ làm tiếp bước theo luôn các bạn. Rồi thì tiếp theo á là mình sẽ thả cái sẽ thả từ từ bọc cá xuống vào đây các bạn xem. Mình sẽ đây, mình chỉ để vậy thôi, chứ thật ra là mình cũng chưa có thả cá liền nha các bạn. Cái việc này để làm gì, thì nó để làm cho mấy con cá mà chuẩn bị thả xuống á, nó quen với môi trường, tức là nó sẽ không có bị nhát, nó sẽ quen dần quen với là cái môi trường mà nó sắp ở đó, nó quen với ngôi nhà mới của nó, cũng tránh bị ăn hiếp. Thường là mấy con cá mới bỏ vô hồ á, đặc biệt là mấy cái dòng họ chép ba đu này nè, lại rất là nhát. Còn như mấy ông bảy màu hay là bình tích hay là sọc ngựa thì khỏi nói rồi, cứ thế là vứt vào thôi, nó khỏe mạnh như trâu luôn, gần như là không cần phải có những cái bước chuẩn bị gì hết các bạn. Tại vì mấy con cá đó là thuộc dạng là nó khỏe rồi. Còn như mấy cá ba đuôi á, hay là cá chép á, là cá coi các bạn, thì cái khâu mà thả xuống hồ mới á, nó rất là quan trọng các bạn ơi. Nếu mà mình ẩu á, tức là mình sẽ không có cẩn thận, thậm chí là có nhiều bạn còn thả nó mà đổ cái ào xuống đó, là nó rất là dễ bị sốc nhiệt, nó bị sốc môi trường nước các bạn, và nó sẽ tầm một vài ngày sau nó chết. Lúc mà mới thả xuống á, là các bạn để ý là thấy nó rất là nhát, nó thụ động lắm, nó không có hoạt bát gì hết á, nó không có bơi tung tăng, thì đó là dấu hiệu mà sắp chết rồi các bạn. Thì bởi vậy mình nên kỹ càng ở cái khâu mà thả cá đó. Thì bây giờ là nãy giờ là mình cũng để nói chung là cái khâu mà mình để như thế này là cũng nên để khoảng lâu lâu một chút, đừng có vội vàng. Nhưng mà tại vì mình làm video nên bây giờ mình sẽ tiến hành luôn cái bước tiếp theo nữa,
đó là bắt đầu thả cá. Thì thả cá thì cũng điềm đạm thôi các bạn ơi. Mình sẽ bắt đầu là cho nó hòa quyện nước từ từ. Đó, bắt đầu cho nó tự ngã, nó tự rơi cái bọc xuống đi. Đó, các bạn thấy không? Mấy con cá này hiện tại là mấy con cá ba đu này nó còn nhát, nó còn chưa chịu ra đâu các bạn ơi. Nên mình đừng có ép nó ra sớm làm cái gì. Hãy để nó tự giác đi. Miễn cưỡng không hạnh phúc. Đó, cứ để tự giác. Đó. Mình sẽ tạo điều kiện đây, mình sẽ mở rộng ra cái bọc cho xíu, nó hơi hẹp. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ để cho nó tự giác luôn nha, không có đụng chạm gì nữa. Rồi trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ tiếp tục mở cái bịch cá nhỏ này. Đây các bạn thấy không? Thì miếng cá nhỏ này quá dễ dàng rồi, không cần phải kỹ càng gì đâu. Mình sẽ mở bọc ra, mình sẽ thả xuống luôn. Mình thả mấy con này mấy lần rồi, quá hiểu cho nó rồi. Rồi thì nói vậy thôi chứ mà mình cũng từ từ thôi các bạn ơi, không gấp gì. Thì mình chỉ bỏ qua cái bước là đổ nước vô cho nó quen với môi trường, thì mình sẽ tiến hành là thả xuống luôn cho nó quen với lại môi trường trước. Rồi cho thêm miếng nước vào. Hiện tại là có ông cá chép này, mấy anh ba đuôi là ra hết rồi, còn anh cá chép đúng là cá càng bự nó càng nhát các bạn ơi. Mình nuôi cá mình thấy để ý là mấy cá càng to thì nó càng nhát, càng chậm chạp chỉ được cái to xác thôi. Cứ từ từ mà ra thôi nha cu, thấy không? Nó đã hả, ngay cái miệng bọc rồi mà chưa chịu ra nữa các bạn, không biết chờ đợi gì nữa, sợ hả? Rồi ok, ra rồi. Hồi nãy thì mình không tính mua con này đâu, nhưng mà tự nhiên thấy đẹp quá mình mua luôn. Mình chỉ tính mua mấy cá ba đu thôi. Ba đu thì mình mua tùm lum màu hết. Trước giờ cứ nghĩ ba đu chỉ có màu cam, ai ngờ nay ba đu tùm lum màu luôn các bạn ơi. Ba đu màu trắng, màu đen, màu cam. Rồi thôi để mình tiến hành lấy cái bọc này ra. Rồi bây giờ là tới lượt mấy em bình tích sọc mấy em hạt lựu nha. Rồi nghiêng bọc rồi đó, tôi bay ra đi, ra đi các bạn thấy không, mấy đại ca các bảy màu đang săn đang đứng trước cửa chào đón thành viên mới kìa các bạn. Không biết chào đón hay là đang dằn mặt mấy ông cá này, cá nhỏ này tài lanh lắm. Ra rồi đúng không? Không có cái tình trạng dằn mặt hay là ẩu đả gì xảy ra hết. Cái ông bình tích vàng này vừa mới chung ra đã lo ăn rồi. Bình tích vàng này mình chọn tại vì cái đuôi đẹp đó các bạn, hai cái vây cái đuôi nó rất là đẹp, nó khác với là bình tích thường ở đó, chỗ là nó cái đuôi vây nó rất là đẹp. Cái vàng này nè, đó các bạn thấy không, con này mà vừa mới xuất chuồng mà đã chịu đi ăn
nghe là nó khỏe rồi đó. Chà, đây các bạn đây, của cái ông bình tích trắng này nè, cũ, thành viên cũ này nè, vừa thấy ông vàng đẹp quá nên nhảy ra cua liền. Rất là phong phú. Mình là mình nuôi ha, tùm lum cá hết. Mấy con cá ngon bổ rẻ thôi chứ mình không có tiền mua mấy con cá bạc triệu các bạn ơi. Mua mấy con cá mấy chục ngàn gì á, nó có lỡ đâu mà nó có hy sinh thì mình cũng đỡ xót tiền các bạn. Ra hết chưa ta, ra hết chưa, ra hết chưa. Còn mấy cu. Trai tôi quay, lẹ đi, ta còn đi tới cây nữa nè. Đâu còn ta. Thôi. Còn không còn thì cũng ra đi. Tụi bay còn lạ gì ở đâu mà bà đặt á ngại. Rồi ok. Quá trình di cư những em cá mới đã thành công rồi các bạn ơi. Đây bây giờ mình ngắm lại nha. Ngó lại nha. Đó. Nó xa ra em ơi. Đó. Giấc này là giấc chiều rồi nên nó nhìn cái hồ nó hơi tối. Không có đủ ánh sáng các bạn ơi. Thành thử ra là nhìn không rõ. Chứ thật sự là cá nhiều lắm. Kìa, có một em cá coi. Mua hai con mà đã hy sinh hết con rồi. Còn lại con một cam. Nó lâu mới xuất hiện. Đây, nó nè. Nhát quá nhát. Nuôi mày hơn gần 2 tháng trời rồi mà mày thấy tao mày còn nhát. Cho ăn cám hả em? Thôi bây giờ là mình cũng nãy mình mới mua bao cám tụi này nè. Mua bao cám hết 350 ngàn. Không biết hai nuôi tụi bay được cơm cháo vô mà hay tốn tiền quá xá. Thôi được rồi. Bắt đầu đi tới cây đây các bạn ơi. Chào mọi người nha. Thì video này thì chủ yếu là chia sẻ là cái kinh nghiệm thả cá. Để làm sao mà hạn chế cá nó bị chết. Vậy thôi. Cái này thì một số kinh nghiệm mình học hỏi được nhiều từ nhiều anh chị đi trước. Chứ mình thì cũng không có rành lắm đâu. Biết gì xe đó thôi. Rồi cảm ơn các bạn nha. Chào các bạn, chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ. Sắp tối luôn rồi. Các bạn ơi, mình đang trong quá trình xây dựng nên một cái ngôi nhà vườn lý tưởng nhất có thể. Chính vì vậy, trong quá trình này mình sẽ thu thập và tổng hợp lại những kiến thức mà mình học hỏi được để up trên kênh YouTube này. Chính vì vậy, những bạn nào mà đang quan tâm thì có thể đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình bằng cách là vào cái địa chỉ này youtube.com/bhddesigner, hoặc là các bạn tìm kiếm tên của mình trên khung tìm kiếm là Phạm Hữu Dư để mà click đăng ký subscribe đây. Đăng ký subscribe theo dõi những cái video của mình trên YouTube mà mình upload mỗi ngày. Và các bạn có thể ấn thêm vào cái nút hình chuông này để mà có thể nhận được thông báo dễ dàng hơn. Rồi ok. Và tiếp theo, nếu như các bạn cũng có sử dụng Facebook thì các bạn có thể like cái fanpage của mình là Nhà Cụ Dư đó, để mà theo dõi tin tức dễ hơn. Và có thể tham gia group Yêu Nhà Vườn để mà cùng nhau giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Và các bạn cũng có thể kết bạn với mình ở Facebook cá nhân là Phạm Hữu Dư. Đây, link đây. Thì những cái link Facebook và link YouTube thì mình sẽ để ở mô tả video, ở mỗi video. Các bạn có thể dễ dàng click vào và để giao lưu với mình. Rồi, ok, cảm ơn các bạn ha.